Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia Công an nhân dân với việc thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tuyến với sự tham dự của hơn 3.500 đại biểu từ các ban bộ ngành, công an, các đơn vị địa phương. Các đại biểu đã phân tích, luận giải sâu sắc tập trung vào các nội dung chính như bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, xây dựng chỉnh đốn Đảng, bảo vệ chủ quyền trên không gian mạng, Đảng bộ Công an Trung ương gương mẫu đi đầu thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Các đại biểu cũng đánh giá trong bối cảnh tình hình mới của nửa nhiệm kỳ đầu, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã chủ động tham gia tích cực xây dựng đề án, chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045. Qua trao đổi, thời gian tới, Bộ Công an sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, xuyên suốt, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, đồng bộ, bài bản, sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và trong những thời gian tiếp theo.